ngày 25 tháng 4, tại trụ sở Ủy ban Nhân dân xã Phúc Sơn, huyện Tân Yên, tỉnh Bắc Giang, Tòa án Nhân dân cấp cao tại Hà Nội đã tổ chức xin lỗi công khai ông Hàng Đức Long, 58 tuổi, ở huyện Tân Yên, tỉnh Bắc Giang, vì bản án tử hình đã tuyên với các tội giết người, hiếp dâm trẻ em 11 năm trước. Tuy nhiên, tại buổi xin lỗi công khai, người nhà của nạn nhân Nguyễn Thị Yến đã tập trung tại hội trường, phản ứng không cho buổi lễ xin lỗi công khai diễn ra với lý do chưa tìm ra được hung thủ thực sự. Hàng chục người thân của nạn nhân Yến mang theo di ảnh gây náo loạn hội trường. Khi ông Trần Văn Tuân, Phó Chánh án Tòa án Nhân dân cấp cao tại Hà Nội đọc lời xin lỗi công khai, nhiều người quá khích đã ném nhiều đồ đạc vào người ông Tuân. Hai người trong ban tổ chức phải đứng sát ông Tuân để che chắn. Trong khi đó, ông Hàng Đức Long cũng được lực lượng công an bảo vệ và chỉ xuất hiện tại hội trường ít phút và rời đi rất nhanh. Theo hồ sơ vụ án, tối ngày 16 tháng 5 năm 2005, vợ chồng anh Sơn, chị Liễu ở xã Phúc Sơn, huyện Tân Yên, tỉnh Bắc Giang đi làm về thì phát hiện con gái mình là cháu Nguyễn Thị Yến, 5 tuổi, bị mất tích. Sáng hôm sau, thi thể cháu Yến được tìm thấy ở ngoài đồng với nhiều dấu hiệu bị hiếp dâm. Sau hơn 4 tháng, gia đình hàng xóm là bà Ngô Thị Khuyến viết đơn tố cáo Hàng Đức Long từng hiếp dâm hai mẹ con mình, đồng thời tố giác người đàn ông này chính là hung thủ hiếp dâm cháu Yến. Từ tố giác này, cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh Bắc Giang bắt giam Hàng Đức Long để điều tra. Trong quá trình hỏi cung, Hàng Đức Long khai nhận hiếp dâm rồi giết cháu Yến. Tòa án Nhân dân tỉnh Bắc Giang đưa vụ án ra xét xử sơ thẩm, tuyên Hàng Đức Long án tử hình. Tòa án Nhân dân tối cao xử phúc thẩm tuyên y án. Sau đó, Hội đồng thẩm phán Tòa án Nhân dân xử giám đốc thẩm đã quyết định hủy hai bản án sơ thẩm, phúc thẩm để điều tra lại từ đầu. Đến năm 2011, Tòa án Nhân dân tỉnh Bắc Giang xử sơ thẩm lần 2 và Tòa án Nhân dân tối cao xử phúc thẩm lần 2 vẫn giữ nguyên phán quyết tử hình đối với Hàng Đức Long. Nhưng đến cuối năm 2014, Hội đồng thẩm phán Tòa án Nhân dân xử giám đốc thẩm lại tuyên hủy bản án sơ thẩm và phúc thẩm. Sau đó, vụ án được giao cho cơ quan tố tụng tỉnh Bắc Giang điều tra lại. Ngày 20 tháng 12 năm 2016, xét thấy không đủ căn cứ để truy cứu trách nhiệm hình sự đối với bị can Hàng Đức Long về các tội giết người, hiếp dâm trẻ em. Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh Bắc Giang đã quyết định đình chỉ vụ án, hủy bỏ biện pháp tạm giam với bị can Hàng Đức Long.